Số 843, Kinh Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Quyển Thượng, Hán dịch đời Triệu Tống, Đại sư Thi Hộ. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật cùng với 50 vạn đại tỳ kheo ở tại cung Bồ Tát Pháp Giới Quang Minh. Các vị tỳ kheo ấy đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, an trụ trong vắng lặng, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, như đồng chúa lớn, những việc cần làm đã làm xong, vứt bỏ gánh nặng, được thiện lợi lớn, chấm dứt mọi kết sử, chánh trí không ngại, tâm tư tịch tỉnh, thuần thông đầy đủ. Là có chúng đại Bồ Tát từ các nơi đến chúng hội này, đó là những vị đạt đến địa vị không thể chuyển, là bậc nhất sinh Bồ Xứ, sẽ được thành tựu quả vô thượng chánh đẳng giác, an trụ trong vô biên thần tông biến hóa của Như Lai, tiến lên Bồ Đề, không đắm chấp diệu hạnh. Tất cả chúng sinh đều rất yêu thích trụ trong tuệ chánh niệm, nhập trí phổ biến, độ hạnh bình đẳng, thành tựu vô lượng các công đức, chứng được pháp môn bình đẳng của Như Lai, chỉ bánh xe diệu pháp, khéo léo dạy dỗ vô biên hợp chúng, đạt được công đức của tất cả pháp thiện, khai biết tâm ý của tất cả chúng sinh, hiểu rõ trình độ cao thấp của chúng sinh, đến bờ tự tại tối thượng, thành tựu đầy đủ các pháp thiện và hoàn tất sự nghiệp của chư Phật. Đó là các vị Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Bồ Tát Phổ Tràng, Đại Bồ Tát Phổ Bộ, Đại Bồ Tát Phổ Tính, Đại Bồ Tát Phổ Nhãn, Đại Bồ Tát Phổ Ngộ, Đại Bồ Tát Phổ Quang, Đại Bồ Tát Phổ Hương, Đại Bồ Tát Phổ Ý Âm, Đại Bồ Tát Phổ Chiếu, Đại Bồ Tát Phổ Niệm, Đại Bồ Tát Phổ Trí Tràng, Đại Bồ Tát Phổ Chiên Quán, Đại Bồ Tát Pháp Đại Bồ Tát Giới Phổ Quang, gồm 1.200.000 vị, lại có các thiên tử như thiên tử Trí Tràng, thiên tử Phổ Hoa Tràng, thiên tử Phổ Quang, thiên tử Châu Kế, thiên tử Bảo Tích Ma Ni Phong, gồm 1.000.000 vị cùng đến hội chúng này. Những thiên tử ấy đều đã từng trồng các căn lành để các đức Phật thời quá khứ. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập định Phổ Biến Quang Minh. Ra khỏi định này, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng rộng lớn cho khắp tam thiên đại thiên thế giới và tất cả các quả Phật ở mười phương. Lúc ấy tất cả chúng sinh ở những thế giới này là những ánh sáng Phật mà phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Những người đã phát tâm thì được an trụ trong quả vị không thoái chuyển. Khi ấy các chúng sinh, các chúng Bồ Tát gần gũi chư Phật Thế Tôn trong tất cả quả Phật ở các thế giới khắp mười phương, thì ánh sáng này đều thưa cùng Đức Phật của mình. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do thần lực gì mà ánh sáng này chiếu khắp các cõi nước? Cái Đức Phật nói, này cái thiện nam, các ông nên biết, có thế giới tên Ta Bà, Đức Phật cõi ấy hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, có các Bồ Tát đang tập hợp nghe pháp, Đức Phật ấy sắp nói chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nhân duyên này nó đã sáng chiếu khắp các cõi nước. Các vị Bồ Tát ấy lại thưa, Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con muốn đến cõi Ta Bà để chiêm ngưỡng cung kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tùy hỷ nghe nhận chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn, chỉ muốn được thấy các chúng Bồ Tát ở đó. Cái Đức Phật nói, các người hãy đi, đã đúng lúc, theo ý muốn của mình. Khi ấy, tất cả các vị Bồ Tát gần gũi chư Phật trong các cõi Phật ở mười phương đều dùng thần thông của hàng Bồ Tát, hiện các sự biến hóa cùng vô số trời rồng, dạ xoa, cả thất bà, cung kính vây quanh, đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến nơi, các vị Bồ Tát ấy đều ân cần đảnh lễ sát chân Phật và thưa, Bạch Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, chúng con nghe tên chánh pháp nói về cảnh giới không thể nghĩ bàn, thì đều mong mỏi tùy hỷ nghe nhận, giảng nói và muốn chiêm ngưỡng cung kính Đức Thế Tôn, được gặp các chúng Bồ Tát. Vì nhân duyên ấy nên chúng con đến cõi Ta Bà. Bây giờ, Đại Bồ Tát Diệu Các Tường ở cõi Phật Bảo Tràng, thuộc thế giới Đại Bảo nơi phương Đông, lại nghĩ, hiện nay trong cõi Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà nơi phương Tây, có chúng Đại Bồ Tát nhiều vô số các sông hàng nơi các cõi nước khắp mười phương đều tập hợp để nghe Đức Phật ấy thuyết giảng chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ta cũng nên đến đó để đảnh lễ gần gũi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tùy hỷ nghe nhận pháp môn chân chánh này, đồng thời được gặp các Bồ Tát đại sĩ. Vì sao? Vì tất cả cõi Phật ở mười phương, những nơi tập hợp lợi ích ta đều đến, không nơi nào là ta không đến. Vả lại chư Phật và Bồ Tát tập hợp thuyết pháp mà ta thường thấy, không giống như ngày nay, trong cõi Phật đó có vô lượng vô biên Bồ Tát đại sĩ tập hợp như thế, ta xét tướng trạng này thật khó có. Được thấy nghe càng khó hơn, vì thế hôm nay ta cũng nên đến đó. Nghĩ thế, Bồ Tát Diệu Các Tường thưa với Đại Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Từ Thị nên biết, hiện nay trong cõi Phật Thích Ca Mâu Ni có vô số trăm ngàn cô chi, Na Diu Đa, Đại Bồ Tát tập hợp, nghe nhận và nói chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên đến đó chiêm ngưỡng, đảnh lễ Đức Thế Tôn, như gặp các vị Bồ Tát đại sĩ. Vì sao? Vì các vị Bồ Tát ở thế giới trong mười phương được tập hợp tại một nơi thì thật là việc khó có.
Bây giờ Đại Bồ Tát Từ Thị thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường, có Phật hôm nay Bồ Tát sẽ đến không phải là nơi tôi đến. Vì sao? Vì việc này rất khó. Các vị Bồ Tát trong hội Phật đó đều đạt được pháp Đà La Ni, đồ trong trí vô trước, đủ các pháp lành. Dù hội chúng ấy có các tướng có thể thấy nghe được, tôi cũng không có khả năng đó. Bồ Tát Diệu Cát Tường nên biết, dù sắc thân của Như Lai có các thể, có các tướng để có thể thấy được, thì thật sự cũng không thể thấy. Vì thế nơi tôi này không thể thấy. Hoặc dù pháp thân của Như Lai có các tướng để có thể thấy pháp thân, chính là pháp tánh, thì trong pháp tánh ấy không thấy, nghe được, không thể cúng dường, không thể chiêm ngưỡng đảnh lễ và cũng không thể hiểu biết hoàn toàn. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, Bồ Tát nên tùy thuận nơi tới đó để cúng dường Đức Như Lai. Bồ Tát Từ Thị nói, không đâu, Bồ Tát Diệu Cát Tường, không phải tôi cúng dường Như Lai. Vì sao? Vì không có Đức Như Lai để có thể cúng dường. Như Lai chính là Pháp Chân Như. Trong Pháp Chân Như không có hai tướng. Pháp Chân Như chính là Như Lai. Bồ Tát Diệu Cát Tường hỏi, Pháp này không có hai tướng, sao Bồ Tát lại nói được? Bồ Tát Từ Thị đáp, này Bồ Tát Diệu Cát Tường, một tánh phiền não và các tánh ở đây nói là hai. Nhưng nếu hiểu được một tánh chính là các tánh, thì đó là pháp không hai. Nếu phân biệt đây là phiền não, đây là pháp xuất thế gian, hiểu như thế là hai tướng. Lại nữa, nếu phân biệt đây là trì giới, đây không phải là trì giới, đây là pháp thanh văn, đây là pháp duyên giác, đây là bố thí, đây không phải là bố thí, đây là chánh đạo, đây là tà đạo, đây là tôn đà hoàng, đây là tôn đà hàm, đây a-na-hàm, a-la-hán, đây là duyên giác, đây là bồ-tát, đây là như lai ứng cúng, chánh đẳng giác, đây là pháp đoạn diệt, đây là pháp hữu tưởng, đây là pháp quyết định, đây không phải là pháp quyết định, đây là pháp do trí hiểu biết, đây là pháp do thức hiểu biết, đây là pháp chứng đạo giác ngộ, đây là pháp chứng đạo niết bàn. Phân biệt như thế là hai tướng đó thay đổi theo thức. Nếu không phát khởi những tướng như thế, gọi là pháp không hai. Này Bồ Tát Diệu Cát Tường, giả sử tôi dùng biện tài trí tuệ để nói pháp không hai này, thì dùng một kiếp hoặc hơn một kiếp cũng không thể nói hết, và cũng không thể biết được biên vực của nó. Vì sao? Vì tất cả pháp xa rời các tánh, dù ở trong hoặc ở ngoài cũng không thể thấy và nắm bắt được. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, thật lớn lao thay. Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát đã được pháp nhẫn vô sinh, nên nói như thế. Đúng vậy, đúng vậy. Giả sử tôi phải trải qua một kiếp hay hơn một kiếp nói pháp không hai này, thì cũng không có trí tuệ biện tài nào có thể nêu bày hết được. Bồ Tát Từ Thị nói, này Bồ Tát Diệu Cát Tường, đừng chấp trên văn tự mà sinh vọng tưởng. Tất cả các pháp xa lìa văn tự là tướng không sinh, không bị biến đổi. Bây giờ Bồ Tát Diệu Cát Tường nói với các Bồ Tát trong cõi Phật ấy, này các thiện nam, bây giờ các vị nên cùng đến cõi Phật của Phật Thích Ca Mâu Ni để chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Phật, gặp trăm ngàn câu chi Na Du Đa các chúng Bồ Tát, tuệ nghe nhận chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn. Khi ấy có Bồ Tát tên Biện Tất Tràng Vương thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường, Như Lai không có tướng để có thể thấy được, vì sao? Nên lại nói chúng ta đến gặp Như Lai. Vì sao Như Lai lại có thể thấy được? Là do nghĩa gì mà gọi là Như Lai? Vì sao? Vì Như Lai không phải là tướng mà quá khứ hiện tại vị Lai có thể nắm bắt được. Trong pháp ấy cũng không thuộc ba đời, vì tất cả đều không. Trong pháp không đó không có chủ để nhận chủ thể nhận thấy. Như là Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, Như Lai có tướng có thể thấy, nhưng nay làm sao để thấy Như Lai, dùng mắt nào để chiêm ngưỡng? Nếu dùng nhục nhãn để có thể chiêm ngưỡng thì nhục nhãn là không, trong tánh không đó không có đối tượng để thấy. Hoặc dùng thiên nhãn để chiêm ngưỡng Như Lai thì thiên nhãn cũng là do tưởng mà có. Còn nếu sự quan sát không do mắt thì làm sao gọi là thấy? Vì thế chúng ta nên không thể đi đến cõi ấy. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, này thì nam, nếu Bồ Tát đây trụ trong pháp bất bình đẳng mà nói như thế, thì đối với Phật Như Lai tức không thể thấy và cũng không cúng dường. Còn nếu Bồ Tát trụ trong tướng không chấp trước mà nói đúng như thật thì có thể thấy được, có thể đến và có thể cúng dường Đức Như Lai, vì không chấp trước nơi tướng của tất cả văn tự và cũng không ra ngoài tướng của văn tự, vì tự tánh của nó là không. Do vậy ta đứng trên pháp bình đẳng mà nói như thế, chứ Phật Như Lai vốn thanh tịnh không bị biến đổi. Cái vị dù trụ trong pháp nhẫn ý hay không trụ trong pháp nhẫn ý cũng đều nên đến cõi đó. Bây giờ Bồ Tát Diệu Cát Tường là vì chúng Bồ Tát tìm phương tiện để giảng nói. Như thần lực của Phật, các vị Bồ Tát đó đối với các pháp đều đạt được vô trụ sở trụ. Bồ Tát Diệu Cát Tường lại nghĩ, ta không nên một mình đến cõi Ta Bà, vì sao? Vì chúng sinh hiện có ở cõi đó, tạo nghiệp bất thiện, ít hiểu biết, không sanh tịnh tánh. Cho nên hiện các sắc tướng mà những việc hy hữu để đến đó.
khiến cho chúng sinh thấy được phát sinh tánh tâm đã đều chưa từng có được thiện lợi rộng lớn. Nghĩ thế, Bồ Tát Diệu Các Tường liền nhập định vô cấu phổ quang. Trong định, Bồ Tát hiện ra vô số trăm ngàn vị Đại Bồ Tát cùng vây quanh, có Phạm Thiên Vương và Thiên Chủ Đế Thích còn phát tròn bảo đứng hầu hai bên. Lúc này thì nơi mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát xuất hiện hoa sen cõi trời lớn như bánh xe. Trong mười mỗi hoa đều có Đức Thế Tôn ngồi kiết già, và mỗi Đức Thế Tôn cầm hoa sen báu. Khi ấy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều rất hoan hỷ. Bồ Tát Diệu Các Tường thấy được tất cả chúng sinh của đường thấy được Bồ Tát Diệu Các Tường và đều đạt được tâm không thối chuyển để đạo quả cho tường cho đàn chánh giác. Hiện các tướng ấy rồi Bồ Tát Diệu Các Tường xuất định từ các Phật đại bảo nơi phương đông để đến cõi Ta Bà này. Những cõi Phật đều qua, Bồ Tát đều hiện thần thông biến hóa như vậy, làm cho tất cả đều được lợi ích lớn. Bồ Tát thấy nơi các cõi Phật đó, các Đức Như Lai đều cầm hoa sen báo thuyết pháp chúng sinh, hoặc thấy các cõi Phật. Thế những chúng sinh chịu khổ ở địa ngục được Đức Phật cứu độ, thoát khỏi mọi thống khổ. Những loài chúng sinh, súc sinh, ngạ quỷ, ăn ức lẫn nhau, hết sức khổ não của đời dứt hết khổ, cho đến trong cõi Diêm Ma. Những chúng sinh đang chịu khổ bức, Đức Phật đều tùy ý nguyện của họ mà thuyết pháp, khi cho tất cả chúng sinh ấy sẽ lìa khổ bức, phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc thấy có cõi Phật, Đức Như Lai tùy ý nguyện của tất cả Atula mà thuyết pháp, làm cho chúng chuyển được thân Atula. Có cõi Phật, Đức Như Lai trụ trong cảnh giới thần thông Diệu Các Tường, tùy ý nguyện của các dòng họ Thích Đà Lợi, Bà La Môn, trưởng giả mà thuyết pháp, làm cho họ được lợi ích, hoặc tùy ý nguyện của thiên chúng ở cõi trời tứ đại vương mà thuyết pháp. Phật bảo các thiên tử, các vị nên biết tất cả hành đều vô thường, đừng nghĩ đó là pháp cứu cánh. Những người nghe pháp này thì được lợi ích. Có cõi Phật Đức Như Lai trụ trong cảnh giới thần thông Diệu Các Tường, tùy ý nguyện của thiên chủ Đế Thích ở cõi trời Tam Thập Tam. Và các thiên tử mà thuyết pháp cũng nói, các hành là vô thường, không phải là pháp cứu cánh. Những kẻ có trí phải biết như thật, đối với pháp ấy, đừng nghĩ đó là cứu cánh. Những người nghe pháp này để được lợi ích. Có cõi Phật, Đức Như Lai rủ trong cảnh giới thần thông Diệu Các Tường, tùy ý nguyện của các thiên tử, nơi cõi trời, Dạ Ma, Tri Túc, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại, Phạm Chúng, Phạm Phụ, Đại Phạm Vương, cho đến các thiên tử ở cõi sắc cứu cánh mà thuyết pháp. Những người nghe pháp đều được lợi ích. Hoặc thấy Đức Như Lai trụ trong cảnh giới thần thông Diệu Các Tường, tùy ý nguyện của chúng sinh của chúng đại Bồ Tát xuất địa mà thuyết pháp, hoặc tùy ý nguyện của chúng đại Bồ Tát trụ địa thứ hai, trụ địa thứ ba, trụ địa thứ tư, trụ địa thứ năm, trụ địa thứ sáu, trụ địa thứ bảy, trụ địa thứ tám, trụ địa thứ chín, trụ địa thứ 10, và Bồ Tát nhất sinh bộ xứ sắp thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thuyết pháp, chủ yếu là muốn cho họ tiến tới trụ không thối chuyển và an trụ viên mãn trong cảnh giới đại niết bàn. Bây giờ Bồ Tát Diệu Các Tường hiện các thần tướng thần thông biến hóa như thế, tất cả chúng sinh ở những cõi Phật mà Bồ Tát đi qua thấy được tướng ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. 500 tỳ kheo được dứt hết các lậu, tâm giải thoát hoàn toàn. 8.000 Bồ Tát được pháp nhãn vô sinh, 10.000 thiên tử sa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Lúc ấy các vị Bồ Tát đạt được lợi ích đồng thanh nói kệ: thấy việc thần thông biến hóa này ai cũng thỏa nguyện chưa từng có, cảnh giới Bồ Tát Diệu Các Tường tất cả chúng sinh được lợi ích. Bây giờ các chúng Bồ Tát từ các cõi Phật ở mười phương đã đến đại hội, đều dùng sức thần thông tới các việc rất hy hữu này, cùng bạch Đức Thế Ca Mâu Ni, ánh sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, và việc hy hữu kia là do thần lực gì biến hóa ra, xin Phật Tổ Tôn nói cho chúng con nghe. Đức Phật bảo các đại Bồ Tát: này các thiện nam, các vị nên biết có đại sĩ Bồ Tát tên Diệu Các Tường là người trụ trong địa không thối chuyển, đã được pháp quán đảnh từ phương đông đến cõi này, do thần thông của các vị ấy đã hiện ra những điểm tốt đẹp kia. Lại nữa, các thiện nam, người nào nghe được danh hiệu Diệu Các Tường thì được trụ nơi tâm không thối chuyển, huống chi là được thấy là thật là việc khó. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời này cho các đại Bồ Tát thì Bồ Tát Diệu Các Tường để dùng thần lực hiện đến đại hội này, đến nơi Bồ Tát Đảnh Lễ Sát Chân Phật thưa: bạch Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, được khỏe mạnh, thư thái, nhẹ nhàng và an lạc chân. Con từ cõi Phật Bảo Tràng thuộc thế giới Đại Bảo nơi phương Đông đến đây để lễ lại gần gũi Đức Thế Tôn và nghe chánh pháp. Khi ở trong đại hội tôi được phổ hoa tràng thì chúng ngồi đứng dậy bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, các chúng đại Bồ Tát nên tu pháp môn nào để thành tựu sự nghiệp thần thông biện tài trí tuệ sâu xa tối thắng như Bồ Tát Diệu Các Tường? Đức Phật bảo thiên tử phổ hoa tràng: đại Bồ Tát nào muốn thành tựu sự nghiệp thần thông ấy thì nên tu tập đầy đủ bốn pháp môn: một, tuệ nghe nhận pháp sâu xa; hai, rộng nói pháp sâu xa cho mọi người; ba,
Nghe phép nên hỏi về nghĩa lý, bốn nghe rồi thì tinh hiểu tu hành đúng lý, là có bốn pháp phải tu tập đầy đủ. Một, quyết định nắm giữ các kinh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng. Hai, vô thức tu tập các kinh pháp. Ba, ghi nhớ không quên các kinh pháp. Bốn, giảng nói rộng lưu truyền các kinh pháp, là có bốn pháp phải tu tập đầy đủ. Một, nghe nhận chắc chắn pháp môn chân chánh. Hai, sinh tâm tôn trọng pháp sư. Ba, cung kính phụng sự người trì pháp, không sinh lười mỏi thối chuyển. 4. Luôn tấn thán pháp sư không hề mỏi mệt, là có bốn pháp phải tu tập đầy đủ. Đó là luôn phát khởi bốn tâm: một, tâm bình đẳng; hai, tâm nhu hòa dịu dàng; ba, tâm không biến trễ; bốn, tâm không gây hại. Bồ Tát nào tu tập bốn pháp môn đó sẽ đạt được sự nghiệp thần thông biến hóa tối thắng và có thể thành tựu được trí tuệ biện tài. Khi Đức Phật giảng nói về bốn thứ pháp môn đó, có 100.000 Bồ Tát được pháp nhãn vô sinh, 4.000 thiên tử sẽ lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, các Bồ Tát chư thiên được lợi ích rồi, đều nói nguyện cho tất cả chúng sinh để được an trụ trong cảnh giới của chư Phật, tinh hiểu sâu xa pháp môn chân chánh, ghi nhớ thọ trì chánh pháp đại nghe ở đời vị lai, đạt đại thần thông như diệu cát tường, để các cõi Phật biến hóa tự tại. Khi ấy thiên tử phổ hoa tràng hỏi Bồ Tát diệu cát tường: Bồ Tát từ đâu đến đại hội này? Cõi Phật Bồ Tát an trụ tên là gì? Đức Phật hóa chủ nơi cõi ấy tên hiệu là gì? Bồ Tát diệu cát tường bảo thiên tử phổ hoa tràng: Ông đừng nên hỏi từ đâu đến, vì sao thiên tử nên biết pháp giới không đến cũng không có nơi đi, không biến động, không an trụ, tất cả đều không vướng mắc. Tánh của pháp giới là không chủ nghi hoặc lìa các khí luận. Thiên tử đã nói có đến có đi, có chủ trụ, thì đó là pháp khí luận. Bây giờ thiên tử phổ hoa tràng và đại chúng nghe Bồ Tát diệu cát tường giảng ở pháp này đều khen là vì chưa từng có, để đồng thanh nói kệ: Tối thượng hy hữu diệu cát tường, phát xuất từ nơi Phật Thế Tôn, đầy đủ thần thông các pháp môn, người thấy người nghe đều lợi lạc. Đại sĩ nơi hiện các tướng này tuyên thuyết pháp vi diệu sâu xa, được thấy nghe tôi đều tùy hỷ, hôm nay có lợi ích lớn. Chúng tôi xưa từng nghe đại sĩ đã thấy thần thông sắc tướng đẹp, Bồ Tát là ánh sáng pháp lớn, hiện ra tất cả các pháp Phật đã được viên mãn mọi tứ hành, trang nghiêm bằng y phục hổ thẹn, từ lời lời tha diệu các tường có đức tối thắng khó nghĩ bàn. Bồ Tát như từ phụ thế gian, tất cả chúng sinh đều quy phục, khai thị pháp môn phương tiện niết bàn, làm cho chúng sinh đến bờ giác. Bồ Tát giống như đại sư tử, một tiếng phải được các ngoại luận, viên mãn các công đức chánh pháp, thanh tịnh tất cả pháp nhiễm ô. Bồ Tát như mặt đất thế gian, sinh ra tất cả các pháp lành, là đại lại là đại y vương tối thượng, cứu chữa các bệnh cho chúng sinh. Bồ Tát như trăng rất trong mát, xua tan nhiệt não được thanh tịnh, là như ánh sáng, là như ánh mặt trời được rõ, chiếu soi tất cả tam ma địa. Bồ Tát đại đạo sư đại lợi, chỉ dẫn chúng sinh đạo bồ đề, thường sinh tâm từ bi bao la, cứu khổ chúng sinh nơi cõi ác. Bồ Tát luôn là nơi nương tựa, hiểu rõ tâm tất cả chúng sinh, trí nhất thiết, trí diệu pháp môn, giải khắp cùng chúng sinh đều giải thoát. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo thiên tử phổ hoa tràng và đại chúng: đúng thế, như là ông nói, Bồ Tát diệu cát tường có những công đức như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Quyển Thượng.